cướp mà mày ăn cướp hả? Má dám lộng hành khu vực của tao hả? Dạ cảm ơn anh. Có sao không vậy? Dạ không sao. Anh kiểm tra lại coi đồ đạc có bị hư hay là bị mất gì không? Dạ không. Dạ ba lô vẫn còn nguyên anh. Dạ em cảm ơn anh. Mà anh ở đâu đến đây vậy? Dạ quê em ở Mỹ Tho anh. Mỹ Tho hả? Dạ. Anh lên đây làm gì? Dạ em tìm vợ. Ủa tìm vợ hả? Ủa dưới Mỹ Tho không có đàn bà con gái hay sao phải lên đây kiếm vợ? Dạ không phải, ý là vợ em lên đây đi làm á, xong rồi em phải tìm vợ em. À làm tôi tưởng ông lên đây ông kiếm gái. Dạ đâu có đâu anh. Mà vợ anh, hai vợ chồng không có liên lạc nhau hay sao mà phải đi lên tới tận trên này kiếm? Sao không gọi điện? Vợ tôi viết tâm thư nói là bệnh nặng, kêu tôi là đừng có tìm. Mà anh nghĩ đi, tình nghĩa vợ chồng mà sao không tìm được? Với lại con tôi nó còn nhỏ, nó cần phải có mẹ. Đúng rồi, bệnh hoạn gì cũng ít ra cũng phải cho chồng con biết chứ. Nhưng mà tôi nói anh nghe nè, cái đất Sài Gòn này nó rộng lắm, anh đi kiếm không phải là một ngày một bữa là kiếm gặp đâu. Mà giờ anh có chỗ nào để nghỉ ngơi chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Dạ. Ông ấy đi về chỗ tôi nghỉ ngơi đi, tôi có cho thuê nguyên một cái dãy phòng trọ á. Anh vô anh coi phòng nào được, anh vô anh ở đỡ đi nghe. Không có được, anh mới vừa giúp tôi lấy lại cái ba lô, bây giờ làm vậy phiền anh lắm. Tôi thấy anh như vậy tôi không giúp, tôi còn khó chịu hơn nữa. Rồi có gì ngày mai tôi với anh với lại mấy anh em của tôi á chia nhau ra đi lên mấy bệnh viện kiếm cho lẹ nghe. Dạ vậy thì em cảm ơn. Ừ, không có gì đâu, đi đi với tôi. Dạ vậy em cảm ơn. Ừ. Anh ngồi đây đi. Anh cứ bình tĩnh yên tâm, tôi cho mấy đứa nhỏ đi tìm hiểu rồi. Anh cứ ngồi đây nghỉ mệt đi, rồi tầm chiều tối với anh đi lên bệnh viện kiếm nha. Dạ cảm ơn anh. Em gái đợi anh nha, anh sẽ tới với em, em đừng có lo. Rồi em biết rồi, anh về chưa? Vậy nha. Ok chồng yêu. Ủa sao tự nhiên ổng ở đây vậy trời? Ủa Thảo, ôi à. Dạ em làm cái gì mà như người mất hồn vậy hả? Em dọn cái phòng chưa? Em vô em dọn cái phòng luôn giùm anh đi. Dạ em dọn xong rồi, còn có cái cửa anh. Mà làm cái gì mà đứng như người mất hồn vậy? Ừ? Dạ chắc là tại chuẩn bị sắp đám cưới cho nên là em hơi thẫn thờ vậy thôi. Ồ em cưới hả? Chừng nào cưới? Dạ cũng sắp rồi anh. Mà thôi anh nha, em có chút việc, em đi làm chỗ khác nha anh. Dạ. Nè đúng là con gái chuẩn bị cưới là như người mất hồn. Anh Cường ơi. Dạ. Anh có hình vợ anh không? Đưa cho tôi đi, tôi đưa lên cái cổng thông tin để cho dễ tìm. Dạ có nè. Dạ đây nè. Rồi cảm ơn anh. Dạ. Anh Cường, anh có nhầm lẫn gì không? Đây có phải vợ anh không vậy? Vợ em sao em nhầm lẫn được anh? Vợ anh tên gì? Vợ của em tên Thảo. Thảo hả? Dạ. Anh chắc chưa? Dạ chắc, sao vậy anh? Em có đem giấy đăng ký kết hôn nè, anh lấy cho anh coi. Thôi thôi, không cần đâu, không cần đâu. Nhưng mà cho tôi hỏi thêm một câu nữa. Vợ của anh có chị em sinh đôi hay gì không? Dạ không, vợ em chỉ có một mình à. Trùng hợp như vậy ta. Công ty của tôi cũng có một người tên Thảo, giống như trong hình, đang làm lão công. Anh, bây giờ anh cho em gặp cổ đi, là em sẽ biết có phải là vợ em không à. Anh cứ bình tĩnh đi, bây giờ anh cứ ngồi đây, tôi sẽ kêu cổ lên nói chuyện với em. Dạ. Alo, Thảo hả? Dạ, em nghe anh. Em đi lên trên phòng gặp anh nha. Dạ, em về rồi, có gì không anh? Tại vì anh tính gửi tiền thưởng tháng này cho nhân viên, nhưng mà anh không có biết địa chỉ nhà của em á. Có gì em cho anh địa chỉ nha, rồi anh gửi tiền qua. Dạ, em biết rồi. Ừ, rồi cảm ơn em. Sao anh? Cô đi về nhà rồi, giờ tôi với anh về nhà kiếm coi. Dạ, đi. Anh anh đi ra ngoài đi, em có chuyện nói với hai người này xíu. Ừ, cậu đi ra ngoài đi, lát tôi cũng có chuyện để nói với cậu nữa.
không ngờ vợ mình vẫn khỏe mạnh mà sống với người đàn ông khác. Mọi chuyện không có như anh nghĩ đâu. Anh nghe em giải thích. Im miệng đi. Mày dám đánh tao hả? Sao mày không ở dưới quê luôn đi? Mày lại đây làm gì? Nè, em cẩn trọng lời nói của mình lại đi. Hơi quá đáng rồi đó. Mày chỉ là sếp thôi. Đây là chuyện của gia đình tao, đừng có xé vô. Không ngờ cô bỏ con, cô lên đây cô đi làm, xong rồi á cô viết thơ về á, nói là mình bệnh nặng, cô không thương tôi á thì cô thương con chứ. Đó là con của mày, không phải là con của tao. Cô im miệng đi. Mày đánh tao. Thôi đi, dừng lại đi. Mày buông ra con thằng chó. Cô dám chửi tôi là thằng chó luôn đó hả? Đây đúng là chuyện gia đình của cô, tôi không nên xen vào. Nhưng mà còn công ty của tôi không bao giờ chứa chấp một loại nhân viên vô đạo đức như cô. Làm lao công mắc cái gì có đạo đức? Giờ tao không có đạo đức á, mày làm gì tao? Làm lao công hay làm sếp đi chăng nữa, cái đạo đức vẫn là cái quan trọng nhất. Tôi không làm được gì cô hả? Tôi đuổi việc cô. Cô nên nhớ, cô làm việc trong công ty của tôi, khi tôi nhận cô không có một tấm giấy tờ tùy thân nào hết. Cô được một mạnh thường quân khác giới thiệu cho tôi, và tôi thấy thương hoàn cảnh của cô cho nên tôi mới nhận. Bây giờ tôi đuổi việc cô, thử coi cô làm việc được chỗ khác hay không. Cái chuyện này có liên quan đến công việc đâu? Không liên quan đến công việc, nhưng mà đến gia đình của cô, chồng con của cô mà cô còn không tôn trọng. Vậy thì cô biết tôn trọng cái gì trong công việc của mình? Bỏ chồng, bỏ con như vậy, cô không xứng đáng, cô hiểu chưa? Còn anh Cường, tôi nghĩ là anh không nên ở với người vợ này làm gì nữa. Nếu như cuộc sống của anh và con của anh có khó khăn quá, tôi sẽ giúp đỡ hết mình. Còn cô vợ này, bỏ đi. Chị bớt nói lại đi, đàn bà phụ nữ ít nói nó sẽ tốt hơn á. Nhảy tiếp đi em, quay gần xong rồi cái xỉa vô à. Nhảy tiếp nha. Nhảy đi. Nóng nổi luôn á. Sexy vô xíu nè em ơi, hay quá. Hở ngực chút xíu em, hở ngực xíu. Mẹ đó, nói chuyện thấy ghét. Trời ơi, nhà nó trồng phai môn mà năm ăn đâu có nhiêu đâu, cho nên nó ngứa cái miệng, nói làm gì. Trời, anh xuyên tạc cái cây này hay dữ vậy. Tính ra anh có ý tưởng. Đúng rồi, ý tưởng. Đúng anh. Được, ngon. Trời đất ơi, nè, anh với chị làm cái gì mà leo trên bàn bên ghế của quán tôi xong đứng nhảy vậy hả? Trời ơi, nhảy xíu làm gì ca anh ơi.